Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hồng Vững. Hiện tại mình đang làm quản lý tại Hiền Vân Spa, có địa chỉ ở số 11 Phan Văn Trị, phường 13, quận Tân Bình. Thì hôm nay mình có mặt ở tại Spa để mình trò chuyện với cùng với một bạn khách hàng. Thì bạn đang điều trị mụn tại Hiền Vân Spa. Thì bây giờ mời mọi người cùng nghe chia sẻ của bạn về quá trình điều trị mụn tại Spa nhé. Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Mình tên Tư, hiện tại mình đang là cơ nhân viên văn phòng tại Hiền Vân. Thì không biết là trước khi đến Hiền Vân để điều trị mụn ấy, thì cái tình trạng da của em như thế nào ạ? Trước khi đến Hiền Vân để điều trị thì da em là mụn viêm cả mặt và mụn ẩn. Mụn viêm là nhiều nhất, mụn viêm, mụn ẩn và cả thâm luôn. Rồi da của Tư bị như thế thì Tư có tìm đến cái phương pháp nào để điều trị nó không? Có chứ chị, thì tâm lý của người bị mụn thì thường sẽ tìm đến những cái kem trị mụn nè, hay là những cái dược phẩm gì đó những trị mụn, thì em cũng vậy. Rồi khi Tư điều trị thì Tư thấy cái kết quả như thế nào hả? Dạ, nói chung là khi điều mụn điều trị bằng những cái đó thì nó không có giảm nhưng mà nó càng lên rất là nhiều. Rồi Tư biết đến Hiền Vân Spa qua đâu? Dạ, em biết đến Hiền Vân Spa là do qua người thật bạn ở công ty, họ giới thiệu, họ đã làm ở đây rồi và nó là dịch vụ đi rất là tốt. Rồi Tư đến Hiền Vân Spa, Tư muốn điều trị về cái bệnh lý gì của da? Từ em đến đây là chủ yếu là mình sẽ tâm lý là sẽ điều trị về mặt của mình cho hết gặp mụn và thật là sáng và đẹp trai. Rồi sau cái lần điều trị rồi Tư cảm thấy là cái tình trạng da của mình nó như thế nào? Thì qua lần điều trị đầu tiên thì da em nói chung là cải thiện rất là nhiều. Thứ nhất là bớt đi mụn, thứ hai nữa là mình lấy kim và làm về thì mình không có bị sưng hoặc đỏ. Rồi kết quả của Tư là sau 8 lần điều trị tại spa thì Tư thấy là tình trạng da nó cải thiện như thế nào? Tự nhiên các bạn như chị cũng như các bạn thấy là da mình cải thiện rất là tốt về mặt cái mụn thì là hết, đa phần là hết hoàn toàn. Bây giờ thâm cũng cải thiện cái 95%. Thì bây giờ mọi người vừa nghe sự chia sẻ của Tư thì bây giờ mọi người có thể nhìn lại cái tình trạng da của Tư trước khi đến Hiền Vân Spa điều trị. Đây là làn da của bạn Tư. Thì tình trạng của mụn của bạn là trước khi đến Hiền Vân là toàn bộ bạn bị mụn bọc này, rồi bị mụn viêm này. Cái thứ ba là tình trạng da rất là yếu và thâm nhiều. Bây giờ mọi người có thể quan sát cái làn da kỹ của bạn Tư. Thì tình trạng thứ nhất là mụn này đã hết rồi. Cái thứ hai là thâm là hết 95%. Thì Tư cho mình hỏi chút xíu là khi Tư điều trị mụn ấy tại spa, Tư có cảm thấy hài lòng với cái dịch vụ không? Khi mình điều trị tại Hiền Vân Spa thì mình rất hài lòng với cái dịch vụ ở đây chị. Thứ nhất là về nhân viên thì nhân viên rất là nhiệt tình. Còn về vấn đề lấy mụn ha, thì ở đây là lấy mụn rất là kỹ. Em nhiều khi là lấy cả chân tóc em luôn á. Thì nói chung mình chịu ở đây rất là tốt. Thường vẫn qua đây em cũng muốn nhắn với mọi người rằng nếu mọi người đang tìm một cái dịch vụ, một cái spa nào đó để điều trị về cái mặt của mình thì nên đi một cái địa chỉ uy tín, như là địa chỉ uy tín như là Hiền Vân Spa chẳng hạn, và có thể tìm hiểu được kỹ hơn về cái liệu trình trị một chi sống của mình, chứ đừng để mất công là đi những cái spa khác hoặc là những địa điểm trị mụn khác là mình bị mất thật mang. Cảm ơn Tư rất là nhiều. Thì hiện tại thì có rất là nhiều bạn này đang bị tình trạng mụn, nhưng mà có thể là mụn viêm, mụn bọc, mụn ẩn, thì các bạn đang băn khoăn chưa tìm được một nơi điều trị mụn uy tín, thì các bạn có thể là tự các bạn lấy mụn ở nhà, hoặc là các bạn dùng những cái phương pháp, những cái mỹ phẩm thì các bạn điều trị ở nhà nhưng mà nó không hiệu quả, nhiều khi nó gây nên cái tình trạng là bị viêm nhiễm ngày càng nặng hơn. Thì tất cả các bạn có thể là tham khảo một cái địa chỉ điều trị mụn nào tại Hiền Vân Spa. Thì bên mình là cam kết là điều trị mụn hiệu quả sau mỗi lần, và các bạn sẽ thấy rõ là theo từng lần điều trị là mụn sẽ giảm như thế nào và thâm giảm như thế nào. Thì các bạn có thể là kiểm mụn tại Hiền Vân Spa. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Cảm ơn Tư rất là nhiều. Chúc Tư là ngày càng có một làn da đẹp hơn và không mụn, và chúc em ngày càng thành công.
cuộc sống. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Rất là nhiều. Chào cả nhà.